mà tự nhiên lúc đó con lại thích vô chùa ở. Con rất là thích nghe kinh và con rất là thích đọc kinh và học thuộc chú Đại Bi luôn. Con ăn chay và ở cùng chơi với tất cả các ni cô và chú tiểu. Hai mẹ con cháu tuy nó không có tiền nhưng mà con cảm giác đó là lần đầu tiên mẹ con nhẹ nhàng với con nhất luôn. Con ở trong chùa xong rồi bắt đầu vào cái chuyện học là con đang vẫn ở trong chùa nhưng mà con muốn đi học lại thì con kêu mẹ con chở con về đi. Thì con mới kêu mẹ về xong bắt đầu con mới đi học thử. Con nói thiệt là trong cái khoảng thời gian mình điều trị bệnh đó con không có một cái kiến thức gì vô đầu hết. Mà vừa lên tới nơi kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút liên tục luôn. Đó con đã bắt đầu đỡ rồi, con mới không chịu được. Con mới suy nghĩ con về con nói với mẹ là vậy nè thôi mẹ ơi, con cảm giác như là con không học nổi, con không học được nữa. Thì mình không nên phí tiền. Nếu như mà bây giờ con học được, con cố gắng được thì con sẽ nói với mẹ con để mẹ con sẽ cố gắng lo cho con. Nhưng mà con học không được nữa thì coi như mẹ đóng tiền phí. Thôi con nghĩ để chị hai đi học đi, chị hai học thêm 1-2 năm nữa được nữa thì chị hai cứ học. Con nghỉ học, con với mẹ vẫn vô chùa ở lại một cái khoảng thời gian sau là gần 1 năm. Trong khoảng thời gian giữa năm 2018 là con mới bắt đầu tâm lý con ổn lại, mẹ hiểu con hơn và mẹ chia sẻ tâm lý cho con hơn. Con nghỉ học là con đi học tóc. Lúc đó con mới có 14-15 tuổi à, đi làm độc phụ mà được khách thương là chính. Khách lại cảm thấy là nhỏ mà đi làm như vậy người ta họ thương, cho nên là con đi làm mà lâu lâu con cũng được tiền bo mỗi ngày mấy chục á. Vào thời điểm đó mấy chục đối với con cũng lớn rồi. Lần đầu tiên mình vừa nghỉ học một cái mình kiếm được tiền, mà hồi trước xin mẹ mua cái áo 60.000 thôi còn cảm thấy là nút đầu luôn, mà bây giờ là mỗi ngày mình cũng đều cầm mấy chục ngàn về phụ cho mẹ á, là con cảm thấy rất là vui luôn. Thì lúc đó mẹ mới cảm thấy mẹ hơi đỡ hơn một xíu. Con ở với mẹ hết vào năm 2018-2019, đón mẹ hai cái Tết ở Đà Lạt. Mẹ mới ngồi mẹ nói con: My ơi, mẹ không biết sao nữa, mẹ cũng rất là muốn sống ở đây nhưng mà mẹ buồn quá à. Đi đâu hay làm gì á đều thấy những cái thứ mà hồi xưa diễn ra. Thôi bây giờ con xuống Bình Thuận ở với mẹ nha. Con không chịu. Hồi lúc đó con không chịu đâu. Con bức rứt lắm. Lúc đó con chịu ưu tiên cái cảm xúc mà là con bức rứt, con khó chịu. Con tới một cái thành phố xa lạ, không quen biết ai, rồi giờ cuộc sống mẹ cho về đâu, rồi giờ con phải làm cái gì đây. Lúc đó con chỉ có một suy nghĩ vậy: mình không mặc được áo dài, mình không học với cấp 3 thì mình không thể nào mà mình thực hiện cái đam mê của mình hết. Con rất là đam mê. Có một cái đam mê riêng của con là con muốn học hết cấp 3 và con rất là thích nghệ thuật. Con muốn bộc lộ mọi thứ của con ra nhưng mà không được nữa. Là coi như xong. Dạ. Một đời. Thế thì khi con xuống Phan Thiết thì cuộc sống ở đó như thế nào? Dạ. Mới xuống một tháng con không chịu ở nhà, con trốn đi Long An. Con nói con đi chơi mà con nói mà con dự định trong đầu con vào thời điểm con đi á là xuống dưới là con sẽ ở đó và con làm. Tại sao lại là Long An mà không phải là chỗ khác? Con quen bạn của con ở dưới, xong rồi con muốn đi chơi xa. Xong rồi cái lúc đó là lúc 16 tuổi thì con hơi hiếu kỳ một xíu rồi về Long An như thế nào. Con chỉ nghĩ mình đi làm xa với một tâm thế vui, không có nghĩ là ở trước nó áp lực như thế nào. Chỉ nghĩ là vui xuống đó thoải mái, thử cái cảm giác xa nhà xa mẹ nó như thế nào. Con đâu biết xuống dưới là cực khổ gì đâu. Thế thì con đi Long An. Dạ. Con làm gì ở Long An? Con đi bưng cà phê. Mẹ có biết không? Dạ biết. Lúc con xuống vào gần Tết luôn, mẹ gọi mẹ hỏi con: Ủa My, sao con không về con ăn Tết vậy? Kêu dạ mẹ, cho con đi làm. Lúc đó con nói chuyện điện thoại mẹ 5 tiếng luôn á. Con xin mẹ, con mẹ con khóc cái trời. Ủa sao con đi làm con không nói với mẹ? Mẹ lo lắng, mẹ không muốn đâu. Nhưng mà con năn nỉ mẹ, con thuyết phục với mẹ từ từ. Ở đây là mẹ tạm chấp nhận trước mắt là như vậy thôi, chứ thật ra trong tâm của mẹ vẫn có suy nghĩ mỗi ngày rằng là cho nó đi nó chán rồi nó sẽ về. Nhưng mà thực chất là không, con đã quyết tâm tới mức như vậy rồi. Đi bưng cà phê mà con cũng có rửa ly nữa. Lúc đó con có chút xíu à, mà ớt nữa. Mà người ta họ nói nặng nói nhẹ bưng cà phê bị buồn quá cô. Con bưng một tháng, con nghĩ con không làm nữa. Con nhận ra với 2.1 triệu tiền lương. Con kinh doanh online, con bán quần áo. Ban đầu bán quần áo cũng hơi khó khăn với con lắm. Khách cũng chuyện tụng dữ lắm cô. Tại vì con đâu có biết cái mặt hàng nào con bán. Con cũng chưa có qua ai dạy gì hết. Mình chỉ suy nghĩ lấy có tiền á, nhập vốn về bán. Đang thích cái mẫu nào thì cố gắng tìm lấy về mà bán. Mà đâu có biết được cái chất vải và như thế nào, và khách như thế nào, và cách giới thiệu như thế nào. Con cứ suy nghĩ
đăng bán làm phùng làm điên vậy đó. Lỡ người ta họ yêu quý hay là mến họ mua, xong rồi mình ấy đó. Nhưng mà con cũng không ngờ là mọi người ủng hộ con trong 2 năm 2020-21. Con sinh sống và con làm việc và bằng người bán hàng online và tự chủ động kinh tế của con vào 2 năm đó luôn. Coi như là mình đã tự nuôi sống được mình. Dạ. Thế thì những vết sẹo trên tay của con đó là cái gì? Tất cả cũng vì tiền là nhiều. Giống như con cảm thấy con là cái bản sao chép về sau của mẹ con. Con đã hiểu được cái áp lực tiền bạc mà trước đây mẹ đã phải đối diện. Dạ. Trong cái lúc mà con mệt mỏi, con mệt mỏi quá, con chỉ muốn là mình biến mất khỏi cái cuộc đời này thôi. Lúc đó là lần đầu tiên là con làm nên những cái vết sẹo nhỏ của con á. Điều gì làm cho con rất mệt vào lúc đó? Tình yêu, tiền bạc, sự cô đơn? Dạ, nó cả hai. Vào trong thời điểm dịch bùng nặng vào 2022 thì con có một mối quan hệ, nhưng mà con sao đối với con độ tuổi rất là nhỏ, con cảm thấy mối quan hệ đó nó tạo cho con cái sự áp lực đồng tiền còn hơn, vì người ta hơn con nhiều. Con ở đây là một cái vị trí khác, người ta là một vị trí khác. Và con quen, con không sống đúng với sự tuổi thật của con. Lúc đó con mới có 16 tuổi thôi, mà con phải sống trong danh phận là 20 tuổi. Con tự khai với người ta là dạ con 20 không, tuổi. Con chưa có cái sự chuẩn bị. Phải sao ta xạo rằng là mình là người học một cái trường. Ai khai và ai tạo cho con rất nhiều thông tin giả? Người bên kia. Bạn vì sao? Đi cùng. Bạn đi cùng. Vì gia đình của bạn. Bạn khai như vậy để qua mặt được gia đình của bạn. Dạ, tại vì gia đình của bạn nói chung là đều muốn chọn cái số 9, số 10, chứ không bao giờ muốn chọn số 6, số 7. Con thì con biết vào thời điểm đó là mình thua người ta cái gì và mình như thế nào, nên con cũng không đủ tự tin để mình lên tiếng. Chỉ người ta giao cái gì thì mình phải nhận cái vai đó. Dạ. Và phải cố gượng trong cái vai đó. Dạ. Thế thì khi mà con bắt đầu cảm thấy nó quá áp lực và con tìm đến cái khoái cảm bằng cái việc tạo ra những cái vết thương cho mình. Dạ đúng rồi. Thì bạn kia có biết không? Quen bạn đó thì con chưa có cái cảm giác, con chưa có bộc lộ cái tính đó nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu bước ra mối quan hệ đó, xong con lại bắt đầu tiền bạc của con nó hơi bị lục đục. Tiền để dành của con nói chung là nó cũng không có ok hết. Cho nên là đâm ra con bị áp lực quá. Nó dẫn đến là mỗi khi mà con gạch lên người con chảy máu ra thì con cảm thấy rất là thỏa mãn. Con không có nghĩ là mình thẹo, mình xấu gái gì đâu. Hiện tại ngay bây giờ con nhìn con mắc cỡ nè, con cảm thấy là rất là muốn che nó nè. Mà giờ mình chấp nhận thôi, mình làm mà. Giờ mình đâu có than được. Con ước gì lúc đó là mình đừng có như vậy nữa. Vậy thì con cũng chưa ổn. Khi nào mà con nhìn vô, con hiểu rằng là cái chặng đường mình đi qua nó như vậy á. Và con bình an khi con nhìn những cái vết sẹo này thì con mới ổn. Bây giờ con vẫn còn chưa chấp nhận bản thân mình mà. Đến thời điểm nào thì cái việc ngưng làm đau bản thân nó mới được con dừng lại? Vào thời điểm khi mà con bắt đầu tự tin, ăn mặc đẹp lên và mình chơi TikTok, xong bắt đầu được mọi người chú ý, mọi người khen, con mới cảm thấy là nó cũng là một cái động lực để mình, để cái vui, con đã tìm được cái vui trước mắt mình rồi, nên là con đánh vào đó để con làm cho bản thân mình càng ngày càng đẹp lên. Xong rồi con lên nó đi và con ưu tiên bản thân mình hơn là bây giờ phải đẹp, không có được làm những cái điều đó nữa, làm nữa mẹ sẽ buồn, mẹ sẽ đau, chứ không ai đau hết. Là con suy nghĩ như vậy. Ngưng lại. Dạ, là nên con mới ngưng lại. Mẹ con phản ứng thế nào khi nhìn thấy những vết sẹo của con? Mẹ con đơ ra. Mẹ con đi Sài Gòn về là mẹ thấy luôn. Con giấu trong Sài Gòn con bị như thế nào con không nói với mẹ con. Con giấu hết. Nhưng mà khi về lấy cái tay ra, cái tay con bị làm sao vậy My? Bắt đầu mình hoảng lên. Cái ánh mắt của mẹ giống như bên trong là nó đau quá. Con thấy rõ nó đau bên trong nhưng mà mẹ nói không được. Con mới nói thôi mẹ, giờ con lỡ qua rồi mẹ đừng nhắc lại. Con muốn nói lại con buồn lắm. Là mẹ không nói nữa. Nhưng mà tới một cái thời điểm á, là mẹ sẽ muốn ngồi xuống và tâm sự với con. Mẹ hỏi là con gặp chuyện gì con kể cho mẹ nghe đi. Bắt đầu con kể hết. Mẹ nói một câu, con như vậy là con giỏi lắm rồi. Mẹ rất là tự hào về con. Mẹ thấy người con như vậy mẹ chịu không có được. Tại vì con biết trên người con là quá nhiều. Cái điều đó cũng là lớn nhất để con ngưng lại cái hành động đó. Nên là con có làm nữa. Năm nay con 18 tuổi. Dạ. Và những gì con trải qua nó có thể tương đương với dung lượng của một cái người 30-40 tuổi, thậm chí là hơn. Những gì con đã trải qua và con kể ở đây cho mọi người nghe, thực sự nó quá sức để phải
cover được với một cái cô bé có tuổi đời 18. Và điều đó nó vừa có cái lợi và nó vừa có cái hại. Cái hại ở đây là nó quá rõ rồi. Con bị một cái tâm hồn nó chi chít vết thương. Con có những cái trải nghiệm nó thật sự rất là tệ. Để mình bị, có thể là mình bị méo mó về niềm tin, mình bị hoài nghi về cuộc sống. Thậm chí là nhiều khi là mình cũng có cả những cái sự gai góc không cần thiết của một cái cô gái 18 tuổi. Nhưng mà cái lợi của nó đó là trải nghiệm mình nhiều. Mình đi qua giông gió rồi thì sức đề kháng của mình nó cao. Con ngộ ra được những cái điều mà không phải bạn nào 18 tuổi cũng ngộ ra được. Nhưng mà những chuyện con cần phải làm nó nhiều lắm. Con vẫn đang tìm thấy cái niềm tin dựa trên những cái điều nó rất là bề ngoài. Ví dụ như là sự vỗ tay của người khác, cái lời khen của người khác dành cho con. Nhưng mà con biết không, những cái đó nó không có bền vững. Cái mà giúp con bền vững để con tự tin hơn theo đúng cái điều mà con mong muốn mà cô chia sẻ, đầu tiên nó phải nằm ở trên cái kiến thức mà con có. Cái kiến thức ở đây không có nghĩa là con phải đến trường học. Cái kiến thức đó nó sẽ được con tiếp thu bằng con đường tự học nè. Bằng việc con đọc nhiều hơn, đọc những cái điều nó đúng đắn, nghe nhiều hơn những điều đúng đắn. Hai đó là con phải có một cái chuyên môn. Cái chuyên môn đó phải là một cái nghề nào đó mà dù cho kênh TikTok nó có bị sập, con vẫn có cái nghề của con thì con mới có được sự tự tin. My có thể tính với mẹ, My có thể tính với chị để hai người họ hỗ trợ mình coi là bây giờ nghề nào nó hợp với mình. Rồi, vẫn cứ tiếp tục đẹp, vẫn cứ tiếp tục tự tin, vẫn cứ tiếp tục sống một cách rất là tử tế như thế này. Nhưng mà đừng quên bồi cho mình cái kiến thức mỗi ngày, bồi cho mình một cái nghề nghiệp ổn định. Thì cô nghĩ đó là những cái việc mà cô muốn nói với con và cô muốn là con sẽ thực hành trong tương lai. Dạ, thế thôi. Dạ, cảm ơn cô. Con chỉ muốn nói là mọi người hãy cứ bình tĩnh và giải quyết mọi thứ. Đừng có phải làm những cái hành động như con hay là suy nghĩ tới là mình sẽ biến mất trên khỏi cái cuộc đời này. Tại vì khi mà mình suy nghĩ như vậy á, ba mẹ mình sẽ là người đau và những người bên cạnh mình sẽ là người đau. Mình biến mất không phải là mình hết đâu. Mọi người còn ở đây mà, và mọi người sẽ bị đau lòng nếu như mà mình biến mất. Nếu như ngày hôm nay mấy bạn thấy mệt quá hoặc là anh chị thấy mệt quá thì cứ đi ngủ đi. Đi ngủ đi, tắt hết hoạt động luôn á, tắt hết luôn điện thoại luôn, ngủ đi. Mở nhạc lên một cái bài yêu thích nhất. Con thì con hay nghe những cái bài mà không nghe tiếng lời luôn. Con chỉ nghe nhạc piano, tiếng gió, tiếng cây. Nghe những cái đó là mình cảm thấy không có tiếng người, mình rất là thoải mái. Mình thả mình tâm trạng như đó, mình cũng có thể khóc luôn. Mình đặt đồng hồ khóc 30 phút là đúng 30 phút, đứng dậy lau mặt ngày mai tiếp tục với công việc. Không có gì mà tệ hết mà để mình phải biến mất khỏi cuộc sống này. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta vẫn thường nói là chuyện lớn hay chuyện nhỏ phải tùy người, nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng khó hình dung được cái trải nghiệm của một bạn 18 tuổi nó như thế, đúng không? Thôi thì hãy lấy lời của My để chào tạm biệt nhau vậy. Mệt quá thì đi ngủ với mọi người. Ngủ một cách chánh niệm là tắt điện thoại. Hãy thực sự ngủ thả lỏng để tái tạo lại năng lượng, bởi vì bình tĩnh đi rồi kiểu gì cũng có cách để giải quyết. Chúc mọi người một đêm thật là ngon giấc để có đủ năng lượng ngày mai tiếp tục làm tốt bài tập của riêng mình. Chào cá nhân của mình luôn ha. Họ dạ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha? Dạ, dạ xin tự giới thiệu, em là Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1993, thì năm nay 30 tuổi. Em quê ở Gia Lai, hiện đang sinh sống tại An Phú, quận 2, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em là Lê Đức Tuấn hả? Lê Quốc Tuấn. À, Lê Quốc Tuấn sinh năm 93. Rồi. Dạ. Em là hiện tại đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh. Thì em cũng vừa được thăng chức lên nhân viên cấp cao tại dự án hóa dầu miền Nam, hóa dầu Long Sơn của Thái Lan. Bên em là kinh doanh chuyên về mảng gì? Hiện tại thì bên em là chuyên về các sản phẩm nhựa, hạt nhựa nguyên sinh. Đây là một dạng sản phẩm từ hóa dầu, từ dầu mỏ. Bên cạnh công việc chính tại công ty thì em cũng có một vài dự án khởi nghiệp nhỏ nhỏ khác. Dự án khởi nghiệp là em làm một mình hay làm chung với ai? Em có làm chung dự án voi rừng, thì em làm chung với đồng bào ở quê em ở Gia Lai. Thì thực ra là trước khi bắt đầu công việc tại Long Sơn thì em đi khởi nghiệp với dự án này là chính. Tuy nhiên thì kinh tế nó xuống quá nên là không thấy mình có thể là cầm cự nổi cho tới năm sau, nên là em quay lại đi làm tiếp. Ngoài ra thì em cũng có dạy tiếng Anh, dạy IELTS, cũng như là có dự án IT outsourcing cho khách hàng nước ngoài nữa. Coi như là công việc cũng khá là nhiều ha. Rồi, em là chiều cao cân nặng của em là bao nhiêu? Em cao 1m7, nặng 65kg.
Ừ, rồi bây giờ Tuấn nói một xíu về bản thân em đi, điểm mạnh điểm yếu của em như thế nào ha? Điểm mạnh của em thì cũng được mọi người đánh giá là cũng cao ráo. Em cũng siêng tập là thể dục thể thao, đi gym nên là sức khỏe cũng khá là tốt. Body cũng 6 múi. Học vấn thì cũng khá là ổn ạ. Hiện tại em tốt nghiệp thì đại học là kỹ sư hóa dầu và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại một trường Hoa Kỳ. Tiếng Anh thì IELTS 7 chấm. Rồi nãy giờ chị thấy những cái điểm khá là tốt của em rồi đó. Còn em có những cái điểm yếu hay tật xấu gì không? Điểm yếu thì em cũng là một cái điểm yếu là em hơi ôm đồm nhiều thứ. Trong công việc cũng khá là bận rộn. Và được một số bạn gái đánh giá là hơi nhạt nhẽo, chưa được hài hước cho lắm. Và kinh nghiệm tình trường này cũng chưa có nhiều. Mặc dù là em biết đàn hát, cũng có một chút xíu đàn hát, nhưng mà mình có vẻ như nó cũng chưa chưa hấp dẫn cho lắm với các bạn gái. Rồi hát thử chị nghe một đoạn ngắn coi có hấp dẫn không? Chị muốn hát tiếng 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 Việt hay tiếng Anh ạ? Cái nào cũng được, nào mà mình tự tin nhất là được rồi. Vậy em xin hát tiếng Anh đi. Em xin hát bài At My Worst. Bài này có nghĩa là hiểu nôm na là hãy yêu tôi cho dù kể cả những điều tệ nhất của tôi. Em đã xin bắt đầu ạ. Nếu mà có đàn thì sẽ dễ hơn, nhưng mà đây không có đàn thì em hát chả hát chay. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover until the very end? Can I show you love? I don't pretend. Stay by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear to the worst. Rồi, ok được rồi. Hát cũng ok mà. Rồi, nhưng mà hồi nãy em nói cái chuyện tình trường của em á, thì trước đây là trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu mà sao chia tay? Chuyện tình cảm của em thì trước đây em qua 3 mối tình. Thì nó bắt đầu từ những năm cuối đại học, khi mà em thấy là mình sắp hết đại học mà vẫn chưa mối tình nào hết. Thì em bắt đầu đi tìm hiểu, và mối tình đầu tiên thì kéo dài được hơn 1 tháng. Thật ra thì nó cũng là trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Nhưng mà không hợp nhau thì thôi, hai đứa chia tay. Tới mối tình thứ hai ấy, thì sau đó thì kéo dài được gần 5 năm. Nó bắt đầu từ thời sinh viên cho tới khi em bắt đầu đi khởi nghiệp. Tuy nhiên thì tại đi khởi nghiệp thì phát triển các sản phẩm đặc sản ở quê như là mật ong rừng hay trà dây rừng ở Tây Nguyên ấy. Thì tại em đi nhiều quá đi nên là bạn gái giận rồi hờn dỗi rồi sau đó đòi chia tay. Nên là không níu kéo được thì thôi hai đứa chia tay. Sau đó thì trong quá trình khởi nghiệp thì em có quen một bạn cũng khá là xinh xắn dễ thương. Thì cuối năm ngoái thôi, cuối năm ngoái thì hai đứa bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên thì được hơn 2 tháng thì em để ý là bạn ấy không được chung tình cho lắm, nên là sau đó thì em quyết định chia tay. Và em ế từ đó tới nay luôn. Một may mắn là bữa trước lên lướt Facebook thì thấy quảng cáo của chương trình nên là em bấm liền luôn. Tại Vậy vì thì là bao lâu rồi em không quen ai? từ hồi Tết là tháng 2 tới giờ là 6 tháng, mà gần 7 tháng rồi. Rồi, tại vì chị thấy em, thứ nhất là ngoại hình cũng ổn, là công việc cũng tốt, chia sẻ cũng khá là chững chạc nè. Thì ở ngoài em không có tiếp xúc được với ai hay như thế nào, hoặc là trong công ty em á. Dạ cũng nhiều lắm chị, nhưng mà
nhưng mà người ta nói là không nên con thầy vợ bạn gái cơ quan á, nên là nên là em gái xin công ty nhiều lắm, em không dám đụng tới. Trời ơi vậy đó hả? Còn thực ra thì em cũng tính là sau khi ổn định công việc và chỗ ở thì sắp tới tháng sau là em cũng bắt đầu để tìm hiểu và đi hẹn hò tiếp. Thì cũng may là đúng lúc chương trình gửi quảng cáo thì em bấm thôi, em nghĩ Rồi, biết đâu mình có ok. duyên. Dạ. Đúng rồi, biết đâu có duyên. Rồi bây giờ em nói về cái hình mẫu bạn gái em mong muốn đi. Hình mẫu em thì nó sẽ có nôm na là ưa nhìn, thông minh và hợp tính. Thì ưa nhìn thì có thể là mặt mũi ưa nhìn, ngoại hình dễ thương. Chiều cao thì từ 1m6 đến 1m7. Tuổi thì có thể là 92 cho tới 2K2 là thấy là hợp lý. Về trí tuệ hay là học vấn thì trình độ đại học, biết tiếng Anh, nếu mà có biết tiếng Trung thì càng tốt, tại em cũng đang học thêm tiếng Trung nữa, thì có gì bạn ấy dạy cho em thì lại càng hay. Rồi, còn yêu Em cầu đã gì dạy nữa tiếng không Anh cho em? bạn ấy. Công việc rồi thì cũng ổn ổn một chút, thu nhập thì từ 10 triệu trở lên là đẹp. Nhưng mà những Em yêu cầu thì này em có phải bắt buộc ở một người bạn gái không? Ví dụ hay là em quan không, trọng khi gặp mặt về cảm xúc, về tính cách của bạn gái? tức là cái này là kiểu lý tưởng đó chị, lý tưởng thôi. Em thì bây giờ thu nhập khoảng từ công việc chính và các dự án phụ thì khoảng từ từ 25 cho tới 30 triệu một tháng, nên là cũng mong là bạn gái thì cũng từ 10 triệu lên là đẹp rồi, thì thu nhập thì em sẽ là người gánh vác chính để hướng tới việc lập gia đình trong tương lai. Em cũng dự tính là kết hôn sớm. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình ha. Và biết đâu mình có duyên, biết đâu được là mình trùng với cái lịch ghi hình gần nhất của chương trình là ngày 31 tháng 8 này. Hiện tại là chương trình có rất là nhiều hồ sơ của các cô gái, nhưng mà sẽ chọn và sắp xếp một cô gái phù hợp nhất. Nếu mà cả hai bên cùng sắp xếp thì mình có thể là ghi hình cho cái đợt ngày 31 tháng 8 này nha. 31 tháng 8 luôn. Dạ, cũng 2 ngày à. Nói chung là cái duyên của mình á, phải quan trọng là phải có cái người phù hợp đã nha. Rồi chương trình sẽ sớm thông báo cho mình. Còn về hồ sơ thì rất là nhiều hồ sơ để chương trình họ phải chọn lọc lại nữa, chứ không phải là ai cũng ghép được với nhau nha. Em hiểu. Rồi ok, cảm ơn em. Có gì em đợi thông tin từ chương trình nha. Em cảm ơn chị ạ. Em có thể phát tên tuổi quê quán và công việc của mình đi. Em Lê Thành Hồng Sơn, 25 tuổi, công việc bán hàng với làm đoàn. Làm công tác đoàn á hả? Rồi quê em ở đâu và em đang làm ở đâu? Quê em ở Long An. Là hiện tại đang làm dưới Long An luôn. Rồi thấy đang chạy xe ngoài đường là đang đi đâu á? Dạ, tại đi chơi cho cờ tới lễ nè, Treo cờ lễ có mình em đi hả hay anh đi với ai? dạ anh đi với ship chị. Rồi vậy Sơn trước giờ đã từng có bạn gái chưa? Chưa. Là chưa từng yêu ai luôn hả? Lý do làm sao vậy? Tại xấu quá. Là không tự tư tự tin về bản thân mình hay sao? Là hồi giờ biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái chưa? Em là em cao mét nhiêu? Em 1m70 chị. Nặng nhiêu ký chị thấy hơi ốm. 50 kg. Rồi. Trời đang chạy xe không hả? Chóng mặt quá. Tại đi làm treo cò nè chị. Rồi được rồi, em nói về cái hình mẫu của bạn gái em mong muốn đi. Bình thường à chị. Ý là tuổi tác, vùng miền của bạn gái ở đâu được á? Mày nào cũng được có chị. Rồi, nếu mà em được chọn á, thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em nha. Tại vì trong cái hoàn cảnh này thì chị cũng không thể nào mà hỏi thêm được em á.
cho nên là có gì nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em ha. Dạ. Ừ, rồi cảm ơn em nha. Em có thể khóa cuộc gọi để làm tiếp công việc của mình được.